Hello mến chào tất cả quý vị khán thính giả VinMy Vlog. Hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai, ngày 21 tháng 8 2023 giờ ở buổi trưa California là 1 giờ 52 phút. Mình xin tóm lược bản tin hôm nay. Khi ra bản tin thì mình cũng tuần tới cũng có một số sinh hoạt cộng đồng mình sẽ nói trong những ngày kế tiếp ở miền Bắc California. Ngày qua mình có đi dự một cái buổi của ông Nguyễn Tâm ra mắt, để mà ông họp báo chiến thắng ông Kim Ái, là nói về cái nghị quyết cờ vàng của thành phố San Jose. Nhưng mà ông Kim Ái không nói đúng sự thật đó, thì trong hơn 6 năm mà kiện tụng thì ông Nguyễn Tâm đã được thắng kiện, và ông được thắng là 10.000 đô la. Nhưng mà mình đó là tượng trưng thôi, cho 6 năm mà đóng tốn tiền luật sư thì cũng rất là nhiều hơn cái đó. Tuy nhiên có một số khán thính giả cũng như truyền thông hỏi thì ông ta không có trả lời cái câu chính xác. Cũng như ngày hôm qua thì cũng có một cái hội Quảng Ngãi mùa hè, cũng là cái cuối cái mùa hè rồi đó, tổ chức ở cái công viên để mà tổ chức ăn nhẹ với lại văn nghệ. Rồi cũng có một cái buổi gây quỹ của gia đình Phật tử, buổi tiệc gây quỹ cũng như là văn nghệ để gây quỹ cho cái trại họp mặt của gia đình Phật tử toàn quốc của nước Mỹ. Đó là ba cái phóng sự ngày hôm qua, thì nó có cái video hết mình để trong đó. Đây là tin liên quan đến cựu tổng thống Trump về cái cuộc bầu cử trong nội bộ đảng Cộng hòa. Cựu tổng thống Donald Trump tiếp tục dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2024 tại Iowa với hơn 20 điểm phần trăm theo một cuộc thăm dò mới của NBC News ở Des Moines Register, được những người được ghi danh đó, được công bố hôm thứ hai. Quý vị cũng biết NBC News là một cánh tả, là họ không có ưa về tổng thống Trump. Tuy nhiên cái poll đó thì cũng lấy từ cái poll đó. Cuộc khảo sát và những người có khả năng tham dự cuộc họp kín ở Iowa cho thấy Trump nhận được 42% ủng hộ, thống đốc Ron DeSantis 19% và thượng nghị sĩ Scott là 9%. Tôi nghĩ cái đây là bầu cử, cái tiểu bang này nó đặc biệt nha. Mình có đến cái này, nó bầu cử là nó người nó tính theo cái phiếu để mà thắng cử tri đoàn, chứ không phải là quanh thắng một phiếu lấy hết nha. Đặc biệt là như vậy, nên cái tiểu bang này cũng rất là quan trọng cho cái khởi đầu của bầu cử sơ bộ của hai đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ. Tôi nghĩ đã thực hiện tất cả những lời của mình. Tôi nghĩ ông ấy là người giải quyết vấn đề, và tôi nghĩ đó là những gì ông ấy đã làm. Tôi nghĩ ông ấy đã làm rất tốt điều đó. Bob Sedin, ông này 70 tuổi, thuộc đảng Cộng hòa ở tiểu bang Iowa, một người trả lời cuộc thăm dò ý kiến người đang ủng hộ tổng thống Trump nói với NBC News. Trump dẫn đầu trong cuộc họp kín lớn nhất của đảng Cộng hòa kể từ thời cựu tổng thống George W. Bush vào năm 2000. NBC News đưa tin cuộc thăm dò do Zeller và and Company thực hiện vào ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 với 406 người có khả năng là người tham dự cuộc họp kín của đảng Cộng hòa và có sai số cộng trừ là 4.9. Đây là những cái đó, là nó họp những người đó bầu trực tiếp luôn, chứ không phải là tới ngay cái chỗ cái phòng bầu đó, là bầu trực tiếp cái bầu sơ bộ đó trong nội bộ đảng. Mặc dù vị trí dẫn đầu của Trung tâm dường như không thể vượt qua những cuộc họp kín vào ngày 15 tháng Giêng, nhưng nhiều người có khả đã trả lời khảo sát cho biết họ đã xem xét các ứng cử viên khác, gồm DeSantis Scott và cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Tôi đã làm điều này trong một thời gian dài. Chuyên gia thăm dò dư luận của Iowa J.N. Zeller, người đã được thực hiện cuộc khảo sát ở Iowa trong 3 thập niên qua, nói với NBC News, chúng tôi đã có những ứng cử viên xuất phát và cuối cùng giành chiến thắng. Bất kỳ ai cũng có thể đến Iowa để giành chiến thắng, bất kỳ ai. 52% những người được khảo sát nói rằng họ có thể bị thuyết phục để thay đổi suy nghĩ. Tin tức đó có thể mang lại hy vọng cho hầu hết các ứng cử viên của đảng Cộng hòa khi họ chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên ở Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa vào thứ Tư tại Milwaukee. Tổng thống Trump có đến tham dự này nha. Trump cho biết ông sẽ không tham gia vào cuộc thăm dò ý kiến mới của CBS đưa ra. Tôi dẫn đầu lĩnh vực này với những con số huyền thoại. Trump 62 hơn DeSantis 46 điểm. Người đang lao xuống như một con chim ốm yếu. Ramaswamy 7%, Pence 5%, Scott 3%, Haley 2%, Stripper Christie 2%,
Ida và Hutchinson 1%. Trong mối trong cuộc bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội True Social Sunday Comment, công chúng biết tôi là ai và tôi là có một nhiệm vị kỳ tổng thống và thành công như thế nào với sự độc lập về năng lượng, biên giới vững mạnh và quân đội, các giảm thuế và quy định lớn nhất kể từ trước đến nay, không có lạm phát, nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, vân vân. Do đó tôi không được làm các cuộc tranh luận, ông không cần phải đến cuộc tranh luận. Tin liên quan đến vụ xử của Tổng thống Trump, cựu thẩm phán tòa án tối cao ở New Jersey Andrew Napolitano nói với Newsmax hôm thứ Hai rằng phiên tòa xét xử can thiệp bầu cử Georgia của cựu Tổng thống Trump nên được truyền hình trực tiếp vì công chúng có cả sự quan tâm và quyền để xem các thủ tục tại phòng xử án. Trong một cuộc phỏng vấn trên Web of American, Napolitano lưu ý rằng ông là thẩm phán dẫn đầu của New Jersey cho phép quay phim trong phòng xử án. Vào những ngày đó, chúng tôi giống như những chiếc máy ảnh mà bạn đang nhìn vào, anh ấy nói với người dân dẫn chương trình The Rob Finity. Ngày nay chúng tôi rất nhỏ, chúng có thể có kích thước chỉ bằng một nửa kích thước của một chiếc thiết bị di động. Bạn thậm chí không nhìn thấy chúng tôi, bạn quên mất rằng chúng đang ở đó. Công chúng có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra và có quyền xem chuyện gì đang sẽ diễn ra. Napolitano nói với các cáo buộc Trump can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bầu cử 2020. Tuy nhiên, thẩm phán lưu ý rằng các tòa án liên bang không đồng ý với tôi, bạn sẽ không nhìn thấy camera ở các tòa án liên bang. Theo Napolitano nói với tòa án tối cao, xem xét vấn đề này thì việc chống lại máy ảnh là chính ăn không có gì. Có 19 vị bị cáo, đó là 40 luật sư, và ông nói đó là xét xử vụ án này trong phòng tập thể dục. Tôi không biết liệu tòa án Georgia đó có phòng xử án đủ lớn hay không. Bản cáo trạng này có ngày 15 tháng 8 dài 98 trang chống lại Trump, bao gồm tổng cộng 41 tội danh: cáo buộc gian lận, âm mưu mạo danh công chức, âm mưu thực hiện hành vi giả mạo và khai man, cũng những lời tội danh khác. Tất cả 19 bị cáo có tên trong bản báo cáo trạng đều bị buộc tội vi phạm đạo luật và các tổ chức tham nhũng, chịu ảnh hưởng đến kể tấm tiền Georgia RICO được thiết kế để chống lại tội phạm có tổ chức như mafia. Khi được hỏi về tay vai trò của tòa án tối cao trong vụ Georgia, Napolitano trả lời không. Ông nói tòa án tối cao của Hoa Kỳ không tham gia vào các phiên tòa liên bang quản lý vĩ mô và nó không có thẩm quyền đối với các phiên tòa quản lý vĩ mô cấp tiểu bang. Cựu thẩm phán cũng nói đùa rằng việc chụp ảnh cựu tổng thống ở Georgia khi ông buộc tội là vô nghĩa nhưng bắt buộc. Các thống chế ở Hoa Kỳ, ở Florida và ở Washington DC đã đưa ra kết luận giống như bạn và tôi đã làm. Thẩm phán nói về Trump, anh ấy là người được biết đến nhiều nhất trên hành tinh, không có lý do gì để phải chụp ảnh. Cảnh sát trưởng và quận Fulton nói, tôi có các quy tắc và không có lo ngại về ngoại lệ đối với các quy tắc, và tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi không tuân theo các quy tắc. Vì vậy tôi đoán họ sẽ chụp bức ảnh, nhưng biết tổng thống như tôi và như bạn sẽ thấy chiếc cốc đó được chụp trên áo phông và ông ấy sẽ bán để kiếm tiền lời. Chụp ảnh là để dùng cái hình đó bán tiền lời. Là X, công ty truyền thông xã hội X sẽ loại bỏ một số tính năng bảo vệ cho phép người dùng chặn các tài khoản khác. Chủ sở hữu Elon Musk cho biết trong một động thái gây tranh cãi khác đối với các công ty mà ông đã mua vào năm ngoái. Chức năng chặn X của X trước đây gọi là Twitter cho phép người dùng hạn chế các tài khoản cụ thể liên hệ với họ, xem bài đăng của họ hoặc theo dõi họ. Chặn sẽ bị xóa giới hạn tính năng ngoại trừ DM. Musk cho biết trong một bài đăng trong một thứ sáu trên nền tảng đề cập đến các tin tức trực tiếp. Anh ấy cho biết X sẽ giữ lại chức năng có tắt tiếng giúp ngăn người dùng nhìn thấy các loại khoản được chỉ định trong không giống như chặn.
không cảnh báo cho tài khoản kia về hành động. Ông chủ tỷ phú tự mô tả mình là người theo chủ nghĩa chuyên chế và tự do ngôn luận, nhưng một số nhà phê bình cho rằng các tiếp cận của ông vô trách nhiệm và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự gia tăng ngôn từ thích kích động, thù địch và nội dung bài Do Thái trên nền tảng này kể từ khi ông tiếp quản và một số chính phủ đã cáo buộc công ty đã không làm đủ để kiểm duyệt nội dung của mình. Việc xóa hoặc giới hạn tính năng chặn có thể khiến X xung đột với các nguyên tắc được kết hợp với App Store của Apple và Google Play của Alphabet. Apple cho biết các ứng dụng có nội dung do người dùng tạo phải có khả năng chặn người dùng lạm dụng. Cửa hàng Google Play cho biết các ứng dụng phải cung cấp hệ thống trong ứng dụng để chặn người dùng và nội dung cho người dùng tạo. X, Google và Apple đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận trả lời bài đăng của nhà hoạt động chống bắt nạt Monica Lewinsky kêu gọi X giữ lại công cụ quan trọng để giữ an toàn cho mọi người trên mạng. Giám đốc điều hành Linda Yaccarino đã bảo vệ động thái của Musk. Sự an toàn của người dùng trên X là ưu tiên số 1 của chúng tôi, và chúng tôi đang xây dựng thứ gì đó tốt hơn trạng thái chặn và tắt tiếng hiện tại, vui lòng tiếp tục gửi phản hồi, Yaccarino đăng. Công ty cho biết Musk sẽ lãnh đạo nhóm sản phẩm và kỹ thuật, trong khi Yaccarino sẽ lãnh đạo tất cả các nhóm khác bao gồm cả pháp lý và bán hàng. Tin liên quan đến Úc đòi lợi, Úc sẽ chi ra 1.3 tỷ đô la Úc, khoảng 833 triệu đô la để tăng cường khả năng tấn công tầm xa khi nước này đã hoàn tất vào thứ hai thỏa thuận mua hơn 100 tên lửa hành trình Tomahawk của Hoa Kỳ, một phần trong kế hoạch cải tổ quốc phòng trên diện rộng. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết Úc sẽ là một trong ba nước quốc gia sở hữu Tomahawk của Hoa Kỳ cũng như Mỹ và Anh. Chúng tôi đã đang đầu tư vào các khả năng và lực lượng phòng vệ của chúng tôi cần để ngăn chặn những kẻ thù gặp nguy hiểm ở xa bờ biển của chúng tôi và giữ an toàn cho người Úc trong thế giới phức tạp và cũng không chắc chắn mà chúng tôi đang sống ngày nay, Marles nói trong một tuyên bố. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 3 đã phê duyệt việc bán Tomahawk cho Úc, loại tên lửa có tầm bắn 1.500 cây số, nhưng không cho biết vào thời điểm đó rằng một hợp đồng đã được ký kết hay các cuộc thăm đàm phán khác đã kết thúc. Ông cho biết phiên bản phóng từ tàu của tên lửa do RTX Corporation sản xuất sẽ được triển khai trên các tàu khu trục lớp Hallmark của Hải quân Hoàng giáo. Úc cho biết họ cần nâng cấp lực lượng quốc phòng khi Trung Cộng đang tiến hành xây dựng quân đội lớn nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Đầu năm nay, họ đã đồng ý hợp tác với Hoa Kỳ và Anh để phát triển một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ngoài Tomahawk, Úc sẽ chi khoảng 431 triệu đô la Úc để mua hơn 60 tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến từ Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết. Tên lửa dẫn đường chống tăng tầm xa cũng sẽ được mua cho các phương tiện trinh sát chiến đấu. Boxer của quân đội Úc trong một hợp đồng trị giá hơn 50 triệu đô la Úc. Thông báo về Tomahawk được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ chấp thuận khả năng bán cho Úc hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 Hamas với giá là 975 triệu đô la. Tin liên quan tới Hunter Biden, rõ ràng là luật sư Hoa Kỳ tại Delaware Davis West có đủ bằng chứng để buộc tội Hunter Biden và tội danh sử dụng súng. Các luật sư bào chữa đã đe dọa Bộ Tư pháp gọi Tổng thống Joe Biden ra đứng làm nhân chứng. Đó là lời cảnh báo của luật sư Chris Clark trong một bức thư dài 32 trang vào mùa thu năm ngoái nếu Bộ Tư pháp đưa ra cáo buộc hình sự đối với con trai của Tổng thống, The Political đưa tin. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Biden bây giờ sẽ là nhân chứng thực tế cho được bào chữa trong bất kỳ phiên tòa hình sự nào. Clark viết, đồng thời gọi tin tức đó là đủ bằng chứng để buộc tội Hunter Biden tiết lộ thông tin bất hợp pháp. Hunter Biden bị cáo buộc đã mua súng bất hợp pháp bằng cách nói dối trong quá trình kiểm tra lý lịch.
rằng anh ta không phải là người sử dụng ma túy. Điều đó đã được chứng minh là sai qua lời chính của Hunter Biden. Trong cuốn sách về cách anh ấy đối phó với chứng nghiện ma túy, tiết lộ mới nhất được đưa ra trong hơn 300 trang tài liệu được trao đổi với Bộ Tư pháp, các luật sư của Hunter trong các gọi là thỏa thuận nhận tội cưng chiều cho phép Hunter Biden được nhận hai tội nhẹ về thuế để đổi lấy chương trình chuyển hướng trên một khẩu súng có khả năng phạm trọng tội, và điều mà đội bào chữa tin rằng sẽ được miễn trừ mỗi khỏi các vụ truy tố khác trong tương lai. Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Marilyn Norica bề ngoài đã bác bỏ điều sau một phiên điều trần vào cuối tháng 7. Các luật sư Hoa Kỳ cho biết không thể có quyền miễn trừ cho Hunter Biden. Trong các cuộc luật sư bào chữa tin rằng việc nhận tội đối với hai tội nhẹ là một chương trình chuyển hướng sẽ chấm dứt vĩnh viễn vụ kiện mở rộng chống lại con trai tổng thống. Điều này trong tất cả các trường hợp không biện minh cho ảnh hưởng một tổng thống đang ngồi làm chứng tại một phiên tòa hình sự cũng như các khả năng dẫn đến một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Clark cho biết trong bức thư dài 32 trang gửi cho Bộ Tư pháp mà Politico có được từ trong một nguồn có kiến thức về lời biện hộ đàm phán. Lời đe dọa đó có thể là có hiệu quả bởi vì Hunter Biden gần như đã nhận được quyền miễn trừ truy tố trong tương lai được mong đợi từ cơ quan hành pháp tiềm năng do đảng Cộng hòa lãnh đạo trong tương lai và Bộ Tư pháp. Các Bộ Tư pháp và Nhà Trắng, nhóm pháp lý của Tổng thống đều từ chối bình luận với tờ Politico. Các lập luận rằng các áp lực chính trị buộc tội Hunter Biden đã dẫn đến việc truy tố và những vụ rò rỉ nhằm mục đích tăng áp lực đó, điều đó buộc luật sư phải rút lời cảnh báo của tổng thống ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, những vụ rò rỉ này đã đưa tổng thống Biden vào vụ này, Clark nói theo Politico. Kể từ đó, Clark đã yêu cầu được phép loại bỏ khỏi đại diện hợp pháp của Hunter Biden, vì anh ta có thể được yêu cầu làm nhân chứng trong các cuộc điều tra trong tương lai. Điều đó đã xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng trưởng lý Merrick Garland của Tổng thống Biden buộc phải trao quyền cho luật sư đặc biệt của Weiss trong các cuộc điều tra về Hunter Biden. Tin liên quan đến Bắc Hàn và Nam Hàn và tình báo, cảnh sát Hàn Quốc hôm Chủ nhật cho biết các tin tặc bị nghi ngờ của Triều Tiên đã nhằm mục tiêu vào các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc được tổ chức trong tuần này. Mặc dù thông tin mật không bị xâm phạm, các lực lượng của Hàn Quốc và Hoa Kỳ vào thứ Hai sẽ bắt đầu các cuộc tập trận mùa hè kéo dài 11 ngày tên là Uchi Freedom Guardian để cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Bắc Hàn. Bắc Hàn phản đối các cuộc tập trận như vậy và cho rằng chúng là sự chuẩn bị của Mỹ cùng đồng minh Hàn Quốc cho một cuộc xâm lược Bắc Hàn. Các tin tặc được cho là có liên quan đến một cuộc nhóm Triều Tiên và các nhà nghiên cứu gọi là Kusuki, và họ đã thực hiện vụ tấn công của mình qua email với các nhà đầu thầu Hàn Quốc làm và việc tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, trung tâm mô phỏng chiến tranh tập trận kết hợp. Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nampu cho biết trong một tuyên bố: chúng tôi xác nhận rằng thông tin liên quan đến quân sự không bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, Triều Tiên trước đây đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong các cuộc tấn công mạng. Theo các nhà nghiên cứu, các tin tặc từ Kinshuki từ lâu đã sử dụng các email spear person để lừa các mục tiêu từ bỏ mật khẩu hoặc nhắc vào tiệp đỉnh để kèm theo hoặc liên kết tải phần mềm độc hại. Cảnh sát Hàn Quốc và quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc điều tra chung và tìm thấy địa chỉ IP được sử dụng trong nỗ lực của hacker, với địa chỉ được xác định trong vụ hack 2014 chống lại nhà điều hành lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc. Cảnh sát cho biết khi đó Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công. Tin liên quan đến bão ở miền Nam California cũng như bể Tây Cơ. Bão nhiệt đới Hillary đã làm ngập các đường phố trên bán đảo Baja California khô cằn của bể Tây Cơ với nước lũ chết người vào Chủ nhật trước khi di chuyển vào Nam California.
Nó tràn ngập vào các con đường và quật ngã cây cối vì lo ngại lũ quét có thể tấn công những nơi xa về phía bắc như Idaho, hiếm khi có mưa xối xả như vậy. Các nhà dự báo thời tiết cho biết Hillary là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Nam California sau 84 năm mang lũ quét, lở đất, gió lớn, mất điện và có khả năng xảy ra lốc xoáy. Hillary đổ bộ dọc theo biên giới bờ biển Mỹ Tây Cơ với một khu vực dân cư thưa thớt ở Ensenada, khoảng 150 dặm về phía nam, sau đó di chuyển qua Tijuana, dễ bị lở đất, đe dọa những ngôi nhà tạm bợ bám vào sườn đồi ngay phía nam biên giới của Hoa Kỳ. Ít nhất 9 triệu người đang phải theo dõi và cảnh báo lũ quét khi mưa lớn trút xuống miền nam California đầy nắng bình thường trước sức tàn phá của cơn bão. Các khu vực sa mạc đặc biệt dễ bị tổn thương, cũng như các sườn đồi với những vết bỏng do cháy rừng. Và các nhà dự báo thời tiết cảnh báo bùn và đá tảng tràn ra đường cao tốc, nước tràn ngập hệ thống thoát nước và cành cây gãy đổ ở các khu dân cư như San Diego, Los Angeles, và hàng chục xe hơi mắc kẹt trong nước lũ ở Palm Springs và các cộng đồng sa mạc xung quanh trên khắp thung lũng Coachella, và các phi hành đoàn đã bơm nước lũ ra ngoài phòng cấp cứu tại trung tâm y tế Eisenhower ở Rancho Mirage. Học khu thống nhất ở Los Angeles, hệ thống trường học lớn thứ hai của quốc gia, cho biết tất cả các trường sẽ đóng cửa vào thứ hai. Không có cách nào chúng tôi có thể làm tổn hại đến sự an toàn của một đứa trẻ hoặc một nhân viên, và việc chúng tôi không có thể nào khảo sát các tòa nhà trong các xác định lối vào trường học khiến chúng tôi gần như không thể mở trường, Tổng Giám đốc Alberto Cavajo cho biết tại một cuộc họp báo. Cuộc họp các trường học ở San Diego hoãn ngày học đầu tiên thứ hai đến thứ ba. Nam California đã có một bất ngờ khác vào buổi chiều khi một trận động đất có cường độ 5.1 Richter scale đã xảy ra ở Ojai, khoảng 80 dặm về phía tây bắc của trung tâm thành phố Los Angeles. Theo cơ quan khảo sát của địa chất Hoa Kỳ, nó được cảm nhận rộng rãi theo sau là những cơn dư chấn nhỏ. Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại cũng như thương tích theo một người điều phối văn phòng của cảnh sát. Hillary có thể đổ bộ vào các bang miền Tây khác bằng những cơn mưa ngàn năm có một, với khả năng cao nó sẽ trở thành cơn bão nhiệt đới ẩm ướt nhất biết đến bao trùm ở cả tiểu bang Nevada, Oregon, Idaho, và Hillary được dự kiến sẽ duy trì một cơn bão nhiệt đới vào miền trung Nevada vào đầu ngày thứ hai trước khi bão đến tối chủ nhật. Hillary đã di chuyển vào San Diego và hướng về bắc vào các vùng sa mạc nội địa vào khoảng giữa trưa. Nó có sức gió duy trì tối đa là 60 dặm một giờ. Giám đốc trung tâm bão Michael Bremen nói với New rằng mặc dù Hillary đã yếu đi sau một cơn bão cấp 4, nhưng nước chứ không phải gió mới là thứ mà mọi người nên đề phòng nhất. Một số khu vực có thể có lượng mưa trong vài giờ mà chúng thường có trong một năm. Bạn không muốn phải lái xe vòng quanh, cố gắng băng qua những con đường ngập nước bằng xe hơi hay đi bộ, Bevan nói trong một cuộc họp báo ở Miami. Mưa lũ lụt là kẻ giết người lớn nhất trong các cơn bão nhiệt đới và cuồng phong ở Hoa Kỳ trong 10 năm qua, và bạn không muốn trở thành một con số thống kê. Hillary chỉ là thảm họa khí hậu lớn mới nhất tàn phá khắp Hoa Kỳ, Nevada, Mexico, đảo Maui của Hawaii vẫn đang quay cuồng với ngọn lửa đã giết chết hơn 100 người và tàn phá thị trấn lịch sử là Lahaina, khiến nó trở thành một trận cháy rừng kinh hoàng nhất Hoa Kỳ trong hơn một thế kỷ. Lính cứu hỏa ở Canada đang chiến đấu với mùa cháy tồi tệ nhất khi nhận được quốc gia đó. Các thành phố như Ensenada,
và Tijuana ở Mexico đã đóng cửa tất cả các bãi biển và mở cửa mở nửa tá nơi trú ẩn tại các khu liên hợp thể thao và văn phòng chính phủ. Một người chết đuối hôm thứ Bảy tại thị trấn Santa Rosalia của Mexico khi một chiếc xe bị cuốn trôi trong dòng nước lũ. Edith Aguila, thị trưởng thị trấn Mulet, cho biết các nhân viên cứu hộ đã cứu được 4 người khác. Quân đội Mexico đã tản ra khắp Mulet, nơi xảy ra một số thiệt hại nặng nề nhất vào thứ Bảy ở phía đông của bán đảo Baja. Các binh sĩ đã sử dụng máy ủi và xe tải để giúp dọn sạch các hàng tấn đá và đất làm tắc nghẽn các con đường phố và con đường đã bị tiến hành dòng lũ lụt ngay trước đó. Tin liên quan đến vụ cháy ở Hawaii. Theo quan chức của Hawaii, người đã trì hoãn việc tiếp cận nguồn nước trong vụ cháy rừng ở Maui. Những cuộc trò chuyện thực sự về sự công bằng và bắt buộc đối với việc tiếp cận như vậy. Melo Manu, cựu phó giám đốc Ủy ban Quản lý Tài nguyên nước ở Hawaii, đã mô tả nước như một vị thần linh thiêng trong một cuộc tranh luận trực tiếp do Đại học Hawaii tổ chức vào năm ngoái. Hãy để nước kết nối chúng ta và không chia cắt chúng ta, Manu nói về cập đến việc phân phối nước trên đảo. Chúng ta có thể chia sẻ nó, nhưng nó đòi hỏi những cuộc trò chuyện để thực sự về sự công bằng. Làm thế nào để chúng ta có cùng tồn động với những nguồn lực mà chúng ta có? Manu đã đợi hơn 5 giờ đồng hồ để xả nước trong trận cháy rừng xiết giết chết khoảng 100 người và tàn phá ở cái thành phố cái hòn đảo Maui vào tuần trước theo các báo cáo được công bố. Trong một lá thư ngày 10 tháng 8 gửi cho Manu mà Honolulu Civil Beach có được, West Maui Land Company nói rằng ủy ban của ông đã từ chối yêu cầu chuyển nước từ các con suối để đổ đầy các hồ chứa của chủ đất để lính cứu hỏa sử dụng ở khu vực Lahaina cho đến khi các đám cháy rừng bùng phát dữ dội. Điều khiển theo Newsweek, công ty West Maui Land quản lý 3 nhà cung cấp nước của West Maui. Glenn Campbell, giám đốc điều hành ở West Maui Land Company, viết: chúng tôi có chứng kiến sự tàn phá xung quanh mình mà không có khả năng giúp đỡ. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi buổi sáng khi biết rằng chúng tôi có thể cung cấp thêm nước cho sở cứu hỏa Maui nếu yêu cầu và chúng tôi được phép chấp thuận ngay lập tức. Các nguồn tin nói với ở Honolulu Civil Beat rằng Manu đã yêu cầu công ty hỏi ý kiến một nông dân địa phương trước để kiểm tra các việc chuyển hướng cung cấp nước sẽ ảnh hưởng đến anh ta như thế nào. Bộ Tài nguyên và Đất đai của Hawaii đã báo bảo vệ Manu trong một tuyên bố hôm thứ Tư và cho biết anh sẽ là được tuyên chuyển sang một vị trí khác ở trong bộ. Mục đích các viện triển khai này cho phép Ủy ban Quản lý Tài nguyên nước và bộ tập trung vào các công việc cần thiết để hỗ trợ cho người dân Maui phục hồi sau cái sự tàn phá của cháy rừng. Tuyên bố cho biết việc triển khai này không có nghĩa là phó thứ nhất Manu đã làm bất cứ điều gì sai trái, khuyến khích giới truyền thông và công chúng tránh đưa ra phán xét cho đến khi biết được tất cả sự thật. Hawaii được cho là có lịch sử xung đột lâu dài giữa các cộng đồng người Hawaii bản địa và chủ đất về trước, mà thống đốc George Green đã đưa ra sau các vụ hỏa hoạn. Một điều mà chúng mọi người cần hiểu, đặc biệt là những người ở xa, là có rất nhiều xung đột về nước ở Maui trong nhiều năm, Green nói trong cuộc họp báo hôm thứ Hai. Điều quan trọng là chúng ta phải trung thực về điều này. Mọi người đã chiến đấu chống lại việc xả nước để chữa cháy. Tôi sẽ để điều đó cho bạn khám phá. Chúng tôi gặp khó khăn ở Maui và các khu vực nông thôn khác để có đủ nước cho các ngôi nhà, cho người dân của chúng tôi bất kỳ phản ứng nào, ông tiếp tục. Nhưng điều quan trọng là chúng ta bắt đầu trung thực
hiện tại có những người vẫn đang đấu tranh trong các tiểu bang của chúng ta, cho chúng ta nguồn nước để chữa cháy và chuẩn bị ứng phó với hỏa hoạn ngày nay khi có nhiều cơn bão hơn.